Vào khoảng 1 giờ hôm qua xảy ra sạt lở làm thiệt hại 3 đoạn lộ giao thông nông thôn trên địa bàn xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Chơi. Sạt lở đã làm thiệt hại một đoạn lộ giao thông ngang 3 m dài hơn 60 m và hai đoạn lộ ngang 1,5 m dài gần 80 m, tổng thiệt hại hơn 150 triệu đồng. Làm chia cắt giao thông đi lại tuyến lộ kinh trưởng đạo ấp Hiệp Hòa Tây xã Ngọc Chánh, trên tuyến lộ này còn có gần 200 m có nguy cơ sạt lở. Sau khi sạt lở xảy ra, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi đã đến kiểm tra tình hình thực tế, đồng thời vận động người dân cùng địa phương có giải pháp duy tu sửa chữa, đảm bảo cho việc đi lại.